Hai vợ chồng em về quê nấu canh chua lương bông điên điển ăn cùng với cha. Về quê vợ nấu bữa cơm không đồng. Từ Cần Thơ mà chạy về Vũng Liêm, Vĩnh Long cũng hơn 1 tiếng anh chị. Có nhiều đường đi lắm, nhưng hôm nay vợ chồng em chạy đường này, có qua một cái phà để ghé nhà chị của em có chút việc nè. Xử lý xong công việc rồi thì hai vợ chồng em chạy về với cha thôi. Chạy về tới nhà thì cha cũng đi đám cưới à. Hai vợ chồng em ghé ngoại rồi lại nhà nội chơi. Nhà nội em có cái hồ cá, cá chê, cá cha và cá tây tượng. Em nghe nói có con cá tây tượng làm khoái vậy đó. Quá quá xin 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 này xin 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 rồi. Ủa Dính hả? Dính hả? Dính hả? Dính cái nhà rồi. Em xin nội câu một con để về chiên xù gói gao ăn. Mà câu hoài nó không có dính. Cá ăn tới 2 lần mà giật lên bị sảy. Em tức em thiệt luôn á mấy anh chị. Không biết là anh chị có câu cá này chưa, chứ em thấy em câu con cá này khó quá. Hồi bữa em câu con cá dồ á, thả xuống nó ăn giật dính liền à. Mà con cá tự tượng này em câu nó sảy hoài à. Câu biết bao lâu rồi nó không dính. Mà trời mưa nó chứ cá nó lặn hết trơn luôn à. Em xả cá không ăn không? Thầy xưa ta, ngày xưa ta có nói á, là trời lạnh cá nó ê gan không có ăn. Thôi xin cá không thành rồi, hai vợ chồng em xin bà nội ít bông điên điển, lát về nấu nồi canh chua lương ăn. Xin một ít mà hái muốn hết cây bông điên điển của nội luôn. Bông điên điển này ở nhà chồng ăn thì khỏi lo gì hết. Bông này anh chị có thể làm gỏi nè, làm dưa chua, xào với tép thịt rồi làm bánh xèo ăn, cái gì cũng ngon hết trơn á. Tại nhà em có nuôi lương á nên em xin về lát nấu canh chua lương. Mà em nghe nói hồi xưa mình lấy cái lá của cái cây điên điển này nè nấu nước uống để sổ dung nữa đó mấy anh chị. Hay ha. Xin được một gỗ bông điên điển rồi hai vợ chồng em loan toan chạy về chuồng. Ủa lộn, chạy về nhà để xin cha mấy chú lương. Lương này á là cha mẹ em nuôi, tuổi này là gả được hết rồi nè. Giáo nó lại về mà. Mấy lần trước về nó cắn em, mà cắn kiểu nhẹ nhẹ. Lần này nó cắn mà đeo chân em luôn, nên em bị nhát chân nhát tay luôn rồi. Giờ em thấy nó cắn em, anh cũng nhát tay theo luôn. Mà sao hôm nay nó dễ quạo vậy ta? Chắc tại chồng em lâu rồi chưa về thăm tụi nó. Anh chị đừng soi mói tội nghiệp nó nha. Chàng ơi anh chị nhìn nè, con lương nào con lương đấy nó bự chảng luôn á, vàng lóng la lóng lánh. Có nhiều anh chị nhắn hỏi em á là nuôi lương sao mà nhìn thấy ham quá à. Chỉ anh chị với. Dạ cái này là cha mẹ em nuôi. Nghe cha em nói á, là cha em cũng coi tìm hiểu ở trên mạng á. Thời đại 4.0 rồi, cái gì không biết á, thì mình lên mạng mình tìm là nó ra hết trơn à. Chứ mà kêu chỉ giờ em cũng không biết chỉ như sao nữa. Tại em cũng chỉ lâu lâu về ăn ké thôi à. Trời bên ngoài thì đang mưa nên hai đứa xà quần lát ướt mem hết trơn. Gì vậy ông? Ông chồng em nói ổng bị lương cắn biến thành người lương luôn rồi nè. Chào lao thì chứ, coi phim người nhện giết bị nhiễm. Mà ổng nói để hôm nay ổng chỗ tài nè, để con ghế nấu ăn cho ba vợ một bữa coi sao nha. Để em kể cách mần lương của ông chồng em cho mấy chị coi mắc cười lắm. Ổng nói ổng biết mần lương, mới đầu thì ổng lấy cho ổng làm cho nó sạch cái hỏng sạch nhớt. Cái ổng kêu cho anh miếng muối bỏ vô đi là sạch nhớt hết trơn à. Xong cũng chưa hết luôn, ổng đòi em bắt nồi nước lên. Lúc đó cha em đi ra, cha em kêu nặng mấy trái tắc vô thêm với muối hoặc là cho là sạch hết trơn à. Đẹp mặt dữ chưa, làm cho cha vợ ăn mà để cha vợ chỉ mới biết làm. Mà công nhận hay thiệt, nặng tắt vô cái trà sạch hết trơn à. Điên điển này rửa qua là được rồi, nhà chồng nên sạch lắm. Em cho mấy anh chị coi chân dung của ông ngoại cô đơn nè. Em toàn chọc cha em vậy không á. Mấy tháng nay mẹ em lên Sài Gòn chăm cháu rồi, nên cha em ở nhà có một mình nè. Hai đứa em thì ở bên Cần Thơ á, lâu lâu mới về với cha một ngày. Nói chứ cha ở nhà một mình lủi thủi ra vô vậy cũng buồn lắm mấy chị. Sáng á thì còn đi làm vườn đồ, có công có chuyện đỡ buồn. Chứ mỗi lần ăn cơm ha, hay tối về chắc buồn lắm ha. Cha em là một người bên ngoài nhìn nghiêm nghiêm vậy á, chứ cha tình cảm lắm. Tại cha không có nói ra thôi. Nhà có cha mẹ, em với chị hai, mà em với chị hai cũng có gia đình hết trơn rồi, mà còn ở xa nữa, nên nhà có mình ơn cha với mẹ à. Mà tới lúc mẹ lên chăm cháu tới giờ thì chỉ có mình ơn cha em à. Em biết á là cha buồn lắm chứ, nhưng mà thương cháu lắm. Để bà ngoại lên chăm cháu á, chứ mướn người ngoài á thì sợ người ta không có chăm tốt cho cháu ngoại mình, nên giờ thành ông ngoại cô đơn luôn. Bởi anh nói rồi đó, sau này có hai chồng mình, con cái thì cũng lập gia đình ra riêng hết rồi. Em phải ở với anh á. Em không có được chăm cháu để anh một mình đâu nha. Cháu thì có ba mẹ nó chăm rồi, còn hai đứa mình á thì sẽ chăm cho nhau. Lúc trước cha em cũng nói y chang anh vậy á. Mà giờ đó đó vậy đó. Thôi giờ ăn cơm nha. Hai vợ chồng em ăn cùng cha ăn bữa cơm, rồi vợ chồng em cùng cha lên giường cho bò ăn. Do hồi chiều cha đi đám á nên chưa kịp cho bò ăn với sập mùng cho nó. Xong xuôi ba cha con em về ghé nhà bác Mười chơi một lát. Hai chồng em ngủ một đêm ở nhà với cha. Sáng sớm hai chồng em phải chạy lên thơ tiếp tục công việc rồi. Cảm ơn anh chị đã xem clip này trong hàng vạn clip ngoài kia nha.